Hello, thân chào anh chị em nha. Hôm nay á, mình nói về cái máy gọi là Soundcard K300. Đó, cái Soundcard K300 này nhé. Giờ mình hướng dẫn làm sao để mình livestream. Ok. Cái này mình mới mua thôi. Mình mới mò mẫm ra được. Thì cho đây là cái đằng sau cái máy này á, đó giúp cái này là sau cái máy này á thì nó có những cái lỗ như vậy, thấy chưa, những cái lỗ để mình connect, mình gắn vào trong computer hoặc là mình đi ra ngoài đường hoặc là xài điện thoại. Thì á, nó cái lỗ đầu tiên đi, cái lỗ này là vào mình, nếu mình xài trực tiếp qua computer thì mình gắn vào đây, mình lấy nhạc, lấy âm thanh, thấy không? Còn cái này là cho chuyên nghiệp rồi. Rồi trong này nó gắn được hai cái mic, theo hai cái mic đó. Còn cái này á, ví dụ như dùng á, để người nào mà không có mic á, thì mình dùng cái headset, cái headphone, cái headset nó có cái mic trong đó nha. Đó, còn cái này á là mình bỏ mình nghe cái này, cái phone này nha, bỏ nghe đó, trong hai cái mình cái làm được. Còn cái này á mình gắn ra loa, cái speaker này đó, gắn ra loa. Còn này là gắn vào hai cái headphone, được hai cái headphone, được hai cái nghe này nha. Ok. Còn á, cái đường vào á, nó có ba đường, nó là gắn được ba máy luôn, ba cái điện thoại nếu mà ra ngoài đó. Còn này là âm thanh đó, âm thanh vào. Nhưng mà giờ mình không có xài cái này, giờ mình xài từ computer thì mình gắn cái dây này, cái dây này nha, vừa cái này vừa sạc điện vừa xài xài qua computer được luôn nha. Giờ mình gắn vào đây xong mình sẽ thử cho anh chị em coi. Gắn này vào đây trước. Ok, một cái. Đó. Rồi cái mình xài sẽ xài cái này, cái microphone này. Đó. Thì mình gắn vào cái Ok. Giờ mình gắn vào cái mic một đi cũng được, một hoặc hai gì đó. Thì cho em nha, mình gắn vào mic một đi. Đây, mic một. Đó, bây giờ là mình có thể mình hát qua livestream được. Mà trước khi ấy đó, giờ mình sẽ mở cái chương trình gọi là, từ từ, mở cái chương trình lên. Ok, bây giờ mình đã mở cái chương trình gọi là chương trình từ từ đã mở cái chương trình trong cái tivi này, mình sẽ gắn cái camera khác nha. Tại vì cái qua qua cái chương trình này á thì mình nhìn thấy được, phải không? Đó, qua cái chương trình gọi là OBS. Thì tôi đang xài cái computer này, computer là Windows 10. Nào. Thì á mình xài qua cái đó. Bây giờ đây, cái máy bây giờ bắt đầu nè, tôi khởi động nha. Thì chút xíu nữa tôi sẽ hát cho sẽ hát cho tôi thâu ở đây, tôi cho âm thanh đây thôi. Tôi thâu đi. Ok. Giờ camera tôi đang thấu camera này nào, thì anh chị em thấy này, nó có hai cái camera đó. Thì trước khi mình chỉnh cái này á, mình phải bấm vô cái chương trình của nó. Chương trình của nó là cái chương trình là Installer đó, thì bấm vào audio.
nha, bấm audio, xong rồi á mình chuyển qua cái app rap đó, qua qua cái audio mic phải bôn này, đó mình bấm qua đâu rồi, mình phải mở máy lên được, mình phải mở lên hơn thì nó sẽ hiện lên. Mình chưa mở máy. Mở máy lên. Từ từ thôi, mình làm lại coi nha. Mình giờ mình mở máy rồi nha. Giờ bắt đầu mình bấm vào đây. Bấm vào audio. Đó nó vô nè. Microphone của sau cạc KD16. Đó. Thì cái này mình làm xong mình chỉnh vô đây xong mình bấm vào một cái thôi nha. Bấm vào cái mình tính từ trên xuống. Cái này là 48 Hz stereo. Cái hàng đầu tiên á là cái stereo, cái standard để bình thường. Cái thứ hai cũng bình thường, như cái thứ ba á mình bấm vào cái mix gọi là sau cạc nha, rồi mình chỉ cần một cái thôi, xong rồi bắt đầu mình đi bấm ra, ok, cái là xong rồi, mình chỉnh xong rồi nha. Thì ở trong cái đó bắt đầu á mình phải vô cái chương trình gọi là computer đó, đó vô cái chương trình computer bắt đầu mình vô cái install là cái chỉnh đâu đâu rồi, chỉnh nó rồi đây, install lên này, bấm qua thì bấm vào á cái cloud đó, thì bấm vào cloud, bấm vào âm thanh thì mình phải đưa lên 100% nha bà con. Xong rồi mình bấm vào đây, bấm vào đây nghe không, tôi nói là ở đây nó có lên nghe không nè, nói là nó vô nghe không, ok, đây tôi thử cho coi đây, hello đó, nó lên nghe không, thấy không, ok nhớ, tại vì đây nè cái sau cạc theo mình trong hai cái mình lựa một cái như là cái microphone sau cạc bấm vào thì mình nói là nó lên âm thanh, thấy không, nó chạy âm thanh chạy đó, anh chị em thấy âm thanh chạy không, nó là như vậy. Thì bây giờ tôi sẽ thử cho anh chị em coi nha, ok, là qua cái âm thanh là sao nha. Cái này xong rồi bắt đầu tôi tắt đi, nhớ nha, phải chỉnh cái này, nó kêu là cái tiếng Hà Lan Klaatje Apparaten Beheer, nghĩa là mình chỉnh nó đó, đó thì nó ra sao cạc, theo nó spread sao cạc này đó, ok. Giờ mình test thử đây nha, test, ok. Giờ bắt đầu xong rồi mình tắt đi nha. Giờ mình tôi sẽ mở cái karaoke lên nha, để tôi sẽ gắn cái headphone này vào, cái này vào, tôi sẽ hát thử nha. Ngày mai, y ngày về rừng rừng, đang vần vật bước đi.
chuyện gì. Ta tội nghiệp người, nào người đâu có ai. Ta tội nghiệp người, làm nên người đáng đau. Lại một người nữa giống như tôi, tương lai thật đen tối. Lại một người nữa giống như tôi, lạc vào vòng mê muội. Lại một người nữa giống như tôi, tên một nạn nhân mới. Một người cùng chung một số phận, giống như tôi. Ok, giờ làm thử vậy thôi nha, ok.